Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đánh luôn ở bàn nào nhỉ? Bàn Suvivan này này nhá. Ok. Nay thì mình sẽ test thử cái con Wintermelon này một nhá. Với cả đây. Rồi, ok. Xem sự phòng thủ của Wintermelon xem có đạt được không bạn nhé. Như bạn đã thấy thì ở cái map này thì nó toàn là tiếng côi bộ của các bạn ạ. Đấy, mình cứ đào bớt đi mấy cái bộ đi thì cho nó đỡ thương. Chọc luôn này thì cái bộ cổ phải luôn các bạn nhá. Mình sẽ cho con Vitaminon ở vị trí này để xem nó không cả cái tem này thế nào nhé. Ok. Cho nó vào với cung này một đi một tí là nó cũng ra thôi mà các bạn. Đấy, bắt đầu địch địch đông vào hãn rồi các bạn. Ok. Mình sẽ cho đây là cho các zombie ra đông dần thôi nha. Cho các zombie nối đuôi ra luôn. Zombie này chắc là không có cửa gì rồi, bây giờ đến cắm hiền bạn. Rồi, sẽ đến các cái loại cứng hơn tí nhé, lúc kết thơ các bạn nhé. Tem này nó lên được không? À, combo đi, combo cho nó nhanh. Mấy con này wow. Cái tem đã sinh được cái khi nó đông rồi thì nó rất là đáng sợ, nhưng mà gặp cái tượng Milan này thì tắt điện hết. Ok, mình sẽ thử đến mấy con tàn út nhé, tàn út zombie đấy.
bạn thua được bạn ơi. Để xem tất cả các zombie nó tiến lên như nào các bạn nhé. Chậm quá. Năm con này bắn đúng một chút chết luôn các bạn ạ. Này thì ai chơi? Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái bàn zombie NS rồi nhé. Ui, tôi chết rồi. Sau cái tem này, cái bắn này thì khả năng tấn công hơi khó nhỉ. Rồi, mình thử nhé. Anh còn chưa. Lấy thịt bè người nha các bạn. Cái hàng ở dưới này chắc không công được. Rồi cho video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.